được sinh ra tại Ấn Độ từ hơn 1.500 năm trước. Chaturanga, hay ngày nay chính là cờ vua, là một trong những trò chơi lâu đời nhất thế giới. Không chỉ có tuổi đời lâu năm, theo số liệu thống kê từ Liên đoàn Cờ vua Thế giới FIDE, cờ vua hiện nay còn sở hữu số người chơi thường xuyên khổng lồ, khoảng từ 300 đến 600 triệu người, bỏ túi hơn 900 triệu người biết chơi cờ vua trên toàn thế giới. Tính đến cuối năm 2023, nền tảng cờ vua trực tuyến lớn nhất toàn cầu có tên chess.com đã chạm mốc 100 triệu thành viên. Còn ở Việt Nam, số người chơi cờ vua được ước lượng rơi vào khoảng hàng trăm nghìn người. Nhưng nơi cờ vua phát triển rực rỡ nhất phải kể tới Nga và các nước thuộc khối Đông Âu. Từ khi ra đời cho đến tận năm 1886, cờ vua mới chính thức có trận tranh ngôi vua cờ đầu tiên. Và tới nay đã có 21 vua cờ được ghi nhận trên dòng lịch sử. Trong đó đáng chú ý là 9 trên 12 vua cờ, tức gần một nửa danh sách này đến từ Nga. Nếu tính cả những khu vực gần Nga như Uzbekistan, Bulgaria, Ukraine, mở rộng ra khối Đông Âu thì con số sẽ tăng thành 12 trên 21 vua cờ. Vậy điều gì đã khiến Nga và các nước thuộc khối Đông Âu trở thành nơi hùng mạnh về cờ vua nhất trên thế giới thay vì Ấn Độ, đất nước khai sinh ra bộ môn này, hay các nước lân cận Ấn Độ ở khu vực Nam Á, Trung Đông? Yếu tố lịch sử, văn hóa, chính trị đã thúc đẩy cờ vua ở Nga và các quốc gia Đông Âu ra sao? Và sự lớn mạnh của cờ vua Nga đã tác động tới Việt Nam như thế nào? Trong video lần này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua bài viết được thực hiện bởi tác giả Quốc Thịnh đến từ Padma Chess Club kết hợp với Spyroom để lội ngược dòng lịch sử trả lời cho các câu hỏi trên. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào nội dung video thôi. Bạn đam mê cờ vua và mong muốn tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh môn thể thao trí tuệ lâu đời bậc nhất thế giới này? Bạn muốn học hỏi kinh nghiệm chơi cờ từ những kiện tướng nổi tiếng, bàn luận về cờ thế, hay chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui với những meme cờ hài hước? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đến với cộng đồng cờ vua Việt Nam? Chiếc group mới toanh vừa mới được chúng mình tạo dựng để những người yêu thích cờ vua có thể cùng nhau tụ họp và chia sẻ kiến thức, đồng thời kết nối với những người có cùng đam mê. Chơi cờ vua làm sao để không thua? Cách duy nhất chính là tham gia ngay bằng đường link được gắn ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Lịch sử thâm nhập của cờ vua vào Nga. Đầu tiên, hãy cùng khám phá về lịch sử của cờ vua tại Nga từ những ngày đầu len lỏi. Cờ vua được cho là du nhập vào đế chế Sa Hoàng từ thế kỷ 9 thông qua tuyến đường thương mại Volga nối Bắc Âu, một phần Tây Bắc nước Nga và biển Caspian. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở các vùng của nước Nga cổ đại những vật thể như bộ cờ vua ngày nay. Ngoài ra, vào thế kỷ 16, cờ vua rất phổ biến ở Nga. Giả thuyết phổ biến nhất lý giải điều này là việc cờ vua thâm nhập vào văn hóa tầng lớp tinh hoa, trong đó có các thích sa, tướng lĩnh và cố vấn chính quyền. Thậm chí, nó còn xuất hiện trong câu chuyện The Tale of Sava Gustrin, khi nhân vật chính Sava có cơ hội thể hiện trí tuệ qua một ván cờ với người Anh ở tù cùng. Năm 1551, Hội đồng Tôn giáo Stolklavi ở Nga đưa ra một điều luật cấm tất cả các hoạt động cờ bạc, trong đó có cả cờ vua. Tuy nhiên, điều luật này có vẻ không có tác dụng cho lắm khi nó bị giới thượng lưu phớt lờ, trong đó có cả các sa hoàng. Các sa hoàng mê mẩn bộ môn cờ vua tới mức Sa hoàng Ivan IV, người trị vì nước Nga từ năm 1530 đến năm 1584, được cho là đã băng hà trong lúc chơi một ván cờ vua. Rồi tới năm 1791, cuốn sách nổi tiếng Morals of Chess của Benjamin Franklin, một trong những người cha sáng lập của Hoa Kỳ, đã được dịch sang tiếng Nga và cho xuất bản rộng rãi trên quốc gia này, như thêm củng cố rằng vị thế của cờ vua trong lòng người Nga ngày càng vững chãi. Những người chơi cờ vua chuyên nghiệp có địa vị rất cao ở Nga, và bộ môn này đã được đưa vào chương trình giảng dạy, xem như một môn học ở tất cả các trường tiểu học kể từ năm 2017. Như vậy, cờ vua đã có hơn 1.000 năm lịch sử và đang ngày càng lớn mạnh ở Nga. Sự ảnh hưởng của chính trị và quá trình trở thành một văn hóa cờ vua tại Nga. Vào đầu thế kỷ 20, cờ vua là môn thể thao được yêu thích dưới thời Liên Xô. Nó được yêu thích bởi cả người dân và chính quyền, trong đó có cả Lenin. Trong bức ảnh này, Lenin đang ngồi chơi cờ vua với Alexander Bogdanov, một nhà cách mạng Bolshevik người Nga. Còn sau chiếc bàn là Maxim Gorky, nhà văn đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn chương. Đây cũng được xem như là giải thích cho câu hỏi tại sao Nga và các nước xung quanh đều là cường quốc cờ vua.
Ở thời điểm này, Liên Xô vẫn bao gồm các quốc gia như Armenia, Azerbaijan, Belarus, Uzbekistan, Moldova, v.v. Nên chính sách của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga đã làm nền tảng vững chắc cho những quốc gia này trở thành những thế lực hùng mạnh trên bản đồ cờ vua thế giới. Cụ thể, Đảng Cộng sản Bolshevik Nga trở nên quyết tâm khi đưa cờ vua đến với mọi tầng lớp của xã hội, khiến nó trở thành một nền văn hóa đặc sắc. Họ đầu tư vào cờ vua như một phương tiện truyền thông giáo dục công cộng, tuyên truyền chính trị và là công cụ để cố gắng chứng minh các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa thông qua uy tín của bộ môn cờ vua. Lúc này, tất cả những quốc gia thuộc Liên Xô cũ từng sống trong hoàn cảnh nghèo đói, thiếu thốn. Vì vậy, cờ vua đã trở nên phổ biến với toàn dân khi họ xem đây là sự giải trí hiếm hoi. Ngay cả khi bạn không có trong tay bàn cờ vua tử tế, bạn cũng có thể tự tạo ra nó bằng cách vẽ chúng trên giấy. Khi Mikhail Botvinnik trở thành nhà vô địch thế giới năm 1948, những nguồn tài trợ cho cờ vua ngày càng tăng lên. Tại thời điểm này, Liên Xô được xem là quốc gia duy nhất trên thế giới đầu tư cho những kỳ thủ cờ vua như những chuyên gia thực sự, với những lợi thế về đào tạo, điều kiện kinh tế và cả sự hỗ trợ của Liên đoàn Cờ vua Quốc tế FIDE. Đối với chính phủ Liên Xô, sự thống trị trong bộ môn cờ vua sẽ chứng minh tính ưu việt về trí tuệ của hệ thống cộng sản so với các đối thủ phương Tây, khiến cờ vua trở thành mục tiêu chiến lược. Chính vì vậy mà tại Nga và các quốc gia gần Nga, ở hầu hết tất cả các công viên đều có bàn cờ vua và người chơi cờ vua. Thói quen này giống như bóng đá đường phố ở Brazil, bóng bàn công viên ở Trung Quốc hay cờ tướng vỉa hè ở Việt Nam. Chính vua cờ duy nhất ở Ấn Độ là Vishy Anand đã từng thốt lên rằng ở Nga, ngay cả một tài xế taxi cũng có thể chiếu hết tôi. Ngoài là chính trị, cờ vua Nga đã phát triển rực rỡ trong thời kỳ Mikhail Botvinnik, vô địch thế giới. Chính ông đã trở thành người thầy, người truyền cảm hứng cho nhiều vua cờ tiếp theo như Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik. Mikhail Botvinnik cũng là kỳ thủ vô địch thế giới duy nhất không có danh hiệu đại kiện tướng. Người ta từng hỏi vì sao ông không cố gắng cho việc lấy chuẩn đại kiện tướng. Ông bảo, tôi còn rất nhiều việc khác mà mình thích. Để liệt kê ra thì ngoài việc là một nhà vô địch thế giới cờ vua, ông Botvinnik còn là một nhà văn, nhà soạn nhạc tài ba. Những quyển sách cờ vua mà ông viết hơn 60 năm qua vẫn còn nguyên vẹn giá trị, bất chấp thời kỳ công nghệ máy tính hiện đại. Nhiều kiện tướng vẫn đọc và nghiên cứu sách của ông. Và nhân tiện nhắc tới việc đọc và nghiên cứu, hãy cùng Spyroom ngó nhanh qua cách cờ vua được giáo dục tại Nga. 3. Phương pháp đào tạo, sàng lọc và tuyển chọn kỳ thủ khiến Nga trở thành cường quốc đào tạo cờ vua giỏi nhất thế giới. Nền móng của bất kỳ bộ môn thể thao nào cũng đến từ hệ thống giáo trình của bộ môn đó. Ở Nga, nơi có những bậc thầy về soạn giáo trình và nâng tầm của những kỳ thủ, chương trình đào tạo cờ vua ở những khu vực này rất bài bản và chuyên nghiệp. Những tài năng mới cũng được đào tạo điều kiện để cọ sát với những huyền thoại cờ vua. Dưới thời Liên Xô, cờ vua chỉ được phổ cập trong trường học nhằm mục đích kích thích tư duy và khả năng xử lý vấn đề trong lớp trẻ. Để rồi qua đó, những cá nhân có năng khiếu sẽ được tham gia các chương trình đào tạo chuyên biệt nhằm đầu tư cho họ thành các vua cờ tương lai. Còn kể từ năm 2017, Nga chính thức đưa cờ vua vào chương trình giảng dạy phổ thông. Thanh thiếu niên được khuyến khích chơi cờ từ rất nhỏ. Những học sinh tài năng sẽ được chắt lọc và được tuyển chọn vào lớp học của cựu vô địch thế giới Mikhail Botvinnik. Vậy thì, qua mối quan hệ Việt Nam đã có với cả Liên Xô lẫn Nga, thì liệu văn hóa cờ vua của nước họ cũng mang ít nhiều đến ảnh hưởng lên nước ta? 4. Sự ảnh hưởng của cờ vua Nga đối với cờ vua Việt Nam. Cờ vua Nga đã có ảnh hưởng lớn đến cờ vua và các kỳ thủ của Việt Nam. Chính đại kiện tướng đầu tiên của Việt Nam là Đào Thiên Hải cũng được tập huấn và học tập ở Nga. Và Đồng Tháp, quê hương của Đào Thiên Hải, cũng đã trở thành cái nôi của cờ vua Việt Nam như cách mà Nga đã trở thành cái nôi của cờ vua thế giới. Hay nhà vô địch cờ chớp thế giới 2013, Lê Quang Liêm là người đã được đưa sang Nga và những khu vực xung quanh để thi đấu trong suốt thời niên thiếu. Cần phải khẳng định rằng, Việt Nam đã và đang học tập cách phát triển cờ vua như Nga cũng như những nước xung quanh Nga từng làm. Tuy nhiên với người Nga, họ có một bề dày lịch sử hơn 1.000 năm. Văn hóa cờ vua đã in đậm trong xương máu. Còn đối với Việt Nam, cờ vua chỉ mới du nhập cách đây gần 50 năm. Ở Việt Nam,
Rất hiếm khi chúng ta bắt gặp hình ảnh người dân chơi cờ vua ở công viên hay công sở. Nếu có, thì đó cũng chỉ là những hoạt động ngoại khóa đặc biệt của học sinh sinh viên. Nhưng hiện nay, với việc tổ chức các giải cờ vua từ lớp 1 đến lớp 12 ở các giải đấu như Hội khỏe phụ động, chính là một cách cổ vũ thế hệ trẻ để họ tiếp tục củng cố nền tảng cho bộ môn chính trị này thêm vững chãi và phổ biến ở Việt Nam. Có thể hiện nay và cả trong thời gian dài tiếp đây, chúng ta chưa thể có ngay được một nền văn hóa chơi cờ như những quốc gia thuộc top đầu thế giới. Nhưng chắc chắn, chỉ sau vài thập kỷ nữa, thế hệ trẻ hiện tại sẽ làm nên văn hóa cờ vua và tạo ra cộng đồng cờ vua ở Việt Nam. Trên đây là toàn bộ lý giải cho câu hỏi tại sao Nga và các nước Đông Âu lại lớn mạnh về cờ vua qua tìm hiểu của tác giả Quốc Thịnh. Bạn nghĩ sao về những thông tin thú vị kể trên? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình cùng Spyroom ở phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.